Thưa quý vị, với ý nghĩa đánh thức và lan tỏa văn hóa đọc, vừa qua, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2022 lần thứ hai, thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia. Đây là hoạt động thường niên được Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng tổ chức nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng. Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú như trưng bày, triển lãm, kinh doanh xuất bản phẩm, các tựa sách mới, sách hay giới thiệu đến bạn đọc, giao lưu văn nghệ của các câu lạc bộ sách, xe thư viện lưu động đa phương tiện và các trò chơi tương tác với sách. Hôm nay em thấy ngày hội rất tuyệt vời, nó giúp em hiểu biết hơn về các loại sách, nó làm cho em mở rộng hơn, kiến thức hơn. Khi mà đến với ngày hội ngày hôm nay thì em mong muốn được tìm những cái đầu sách hay và muốn trau dồi thêm những cái kiến thức mà mình chưa biết về những cái cuốn sách. Và em cũng rất là vui khi mà có thể tiếp xúc với những cái bạn có cùng sở thích đọc sách. Các hoạt động sẽ góp phần hình thành thói quen đọc sách, kỹ năng đọc, việc tự học và tự nghiên cứu ngoài nhà trường cho mọi đối tượng, đặc biệt là thanh thiếu niên, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách, phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách, phẩm chất đạo đức con người Việt Nam, hướng tới xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, xã hội học tập. Thì việc đọc sách là rất có tầm quan trọng đối với các bạn học sinh sinh viên, tại vì trong sách là nó cung cấp cho mình rất là nhiều kiến thức và kỹ năng trong cuộc sống mà nhiều khi là không có ai bày cho mình hết. Mình có thể tìm thấy những kiến thức và kỹ năng đó trong những các loại sách có nhiều thể loại khác nhau. Tại vì nghĩ là ngày hội văn hóa đọc được tổ chức như thế này cũng là một cái sự đầu tư đối với cho các bạn học sinh sinh viên có thể tới đây tìm đọc những cuốn sách hay. Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu cùng chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xuất bản với các diễn giả nổi tiếng trong làng văn học như trò chuyện chuyên đề sách, người bạn học đường, hướng dẫn kỹ năng đọc và chọn sách, phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số.